nhằm chủ động ngăn ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khu vực trong và ngoài bệnh viện. Ngày 14 tháng 10, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với các bệnh viện trên địa bàn. Quận 5 hiện có 20 bệnh viện đang hoạt động, trong đó 17 bệnh viện công lập, 3 bệnh viện tư nhân. Hầu hết đây là các bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày đón hàng chục ngàn bệnh nhân, thân nhân. Ngoài ra, còn có hàng chục phòng khám đa khoa, phòng khám tư nhân tập trung xung quanh các bệnh viện lớn. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực này luôn được chú ý. Đối với công an quận, thì công an quận sẽ cố gắng tập trung phối hợp với lại ủy ban nhân các phường cũng như là các cái phòng chức năng của ủy ban nhân quận 5 để xử lý một số cái vấn đề nổi lên, là một số cái có vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong các cái bệnh viện, là phòng chống các cái loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo ở trong các địa bàn bệnh viện. Thì cái này công an quận sẽ phân công các cái đội nghiệp vụ phối hợp cùng với lại lực lượng bảo vệ của bệnh viện để mà xử lý các cái đối tượng này. Trong thời gian vừa qua thì cũng không ít những cái trường hợp mà chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn về an ninh trong những cái do cái tình trạng quá tải, do những cái thái độ của người nhà, rồi cũng ảnh hưởng đến cái việc khám chữa bệnh của nhân viên y tế, đặc biệt là những cái nhân viên y tế tuyến đầu, đó là những người tiếp xúc với bệnh nhân trong khu vực cấp cứu. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà gắn kết với công an ở khu vực, ở trong quận, ở trong giữ gìn an ninh cho bệnh viện, cho nhân viên y tế hết sức quan trọng. Thời gian tới, Công an quận 5 sẽ tiếp tục tổ chức nắm tình hình an ninh trật tự bên trong và bên ngoài bệnh viện, triển khai phương án phòng chống trộm cắp, móc túi, lừa đảo.